Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Và đây nó là chế độ đường đua tử thần nha mọi người ơi. Một chế độ đã ra mắt trong cái Free Fire nó khá là lâu rồi, nhưng mà hiện tại thì đã bị bên Garena loại bỏ. Phải nói là đây là một trong những cái chế độ chơi game hay nhất trong game Free Fire luôn nha mọi người ơi. Tạo ra cái đặc tính nổi bật của game Free Fire đó, một sự đột phá trong những cái bản cập nhật. Có thể là nhiều anh em các bạn chơi game Free Fire các bạn chưa được biết đến chế độ này. Đơn giản là chế độ này nó đã ra mắt rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng tìm hiểu về chế độ đường đua tử thần nha anh em ơi. Hello mọi người, và đây nó chính là cái cách chơi khi mà anh em vào game, đó là anh em bung dù xuống từ trên máy bay, có cả một cái con xe đa năng. Con xe đa năng này hiện tại thì vẫn đang còn tồn tại trong game Free Fire nha các bạn ơi. Đó, con xe duy nhất trong game Free Fire có khả năng đi được cả trên bờ lẫn dưới nước nha anh em ơi. Thì đến với cái chế độ đường đua tử thần này, đây là chế độ team 2 nha anh em ơi. Thật ra thì chế độ đường đua tử thần đã qua rất là nhiều những cái lần cập nhật, và những cái bản sau thì có cả tên lửa cũng như là cho phép anh em chơi solo. Nhưng mà cái điểm đáng chú ý, đây chính là bản đầu tiên luôn. Và Kẹo thấy rằng là đường đua tử thần mà chơi hai người nó sẽ mang cái tính đồng đội rất là cao, và một cái chế độ chơi game cực kỳ là thú vị. Nếu như mà những cái bạn nào mới chơi game các bạn không được chơi chế độ này thật sự là một điều vô cùng là đáng tiếc luôn. Rồi ok, hôm nọ thì mình cũng có đi offline các streamer ở trong Sài Gòn, thì đơn giản là bên nhà phát hành Free Fire họ rất là quan tâm đến những cái ý kiến của người chơi. Và đây, đến với video này thì Kẹo sẽ giới thiệu lại về chế độ đường đua tử thần lại cho mọi người xem nha. Nếu như mà anh em thấy hay, anh em muốn chế độ này quay lại thì các bạn có thể là nhấn like vào video. Các bạn chia sẻ video này đến với cái cộng đồng người chơi game Free Fire. Thì tất nhiên là ở phía mình thì cũng sẽ hỗ trợ cho anh em, ví dụ như là đề xuất với bên nhà phát hành cho mở lại chế độ này. Ui, phải nói là mình rất là thích cái chế độ này luôn. Một chế độ mà những cái phiên bản đầu tiên ấy, game Free Fire có cái chế độ này thật sự là một chế độ rất là vui và rất là thú vị luôn. Tăng tốc này vượt trội luôn anh em. Rồi nha, nếu mà vì cái chế độ này giống như đường đua thì không phải nha anh em ơi. Đơn giản là cái chế độ này thì anh em vẫn nhảy dù như bình thường, nhưng chẳng qua là có xe tăng tốc và chơi game bắn súng rất là phê luôn, phải không anh em? Rồi nha mọi người, với anh em có thể để ý đó là hai người chơi trong team thì các bạn có thể là thay nhau giữa vị trí lái và vị trí bắn ngồi sau luôn. Đó, thật sự là thú vị luôn anh em ơi. Mà nếu như mà được cùng gấu chơi game trong chế độ đường đua tử thần thì còn gì bằng nữa hả anh em ơi. Đấy là một điều mà Kẹo rất là thấy tiếc cho game Free Fire, đó là một chế độ chơi hay như thế này, tại sao bên nhà phát hành lại loại bỏ đi chế độ chơi thế này, phải không anh em ơi? Thì nếu như mà anh em muốn chơi lại chế độ này thì các bạn tích cực like, các bạn chia sẻ video đấy, thì mình sẽ đề xuất với bên nhà phát hành nha anh em ơi. Đề xuất là mở lại cái chế độ này nha anh em ơi. Thì cái cách chơi nó cũng đơn giản thôi, đơn giản là có hai người chơi và anh em có thể đổi chỗ cho nhau. Thì trong những cái lần đổi chỗ như vậy thì các bạn sẽ mất một cái khoảng thời gian chờ. Và đơn giản là ăn càng nhiều bùa thì các bạn sẽ càng trâu chó hơn, và tất nhiên là anh em sẽ sống dai hơn bao giờ hết luôn nha anh em ơi. Hiện tại thì đây, chế độ đường đua tử thần là có hỗ trợ cả đảo thiên đường và đảo quân sự luôn anh em ơi. Cái này thì đã là một video rất là lâu rồi, đơn giản là đảo quân sự nó chưa đẹp như bây giờ đâu. Hiện tại thì phiên bản OB19 đã hoàn thiện rất là nhiều về đồ họa luôn anh em ơi, cũng như một số khu vực có thể là trong video này, hiện tại thì đảo quân sự nó còn chưa có nữa cơ anh em. Rồi nha mọi người ơi, thì đây chính là một chiếc xe mà mình cảm thấy là ngầu lòi nhất. Nếu như mà kể cả là không thêm lại chế độ đường đua tử thần, nhưng mà nếu như là vẫn cho con xe này khả năng tăng tốc vượt trội trong game thì phải nói là uầy, chơi game sẽ thú vị biết bao nhiêu, phải không nào mọi người? Rồi nha, ok. Khi mà anh em chơi trong game thì các bạn để ý cho mình nữa, đó là có máu của xe và máu của hai người ngồi trên xe nha anh em ơi. Rồi nha, hiện tại thì chế độ đường đua tử thần thì cho phép anh em sử dụng hai loại súng, đó là M4A1 với lại Goza anh em ơi. Cơ bản là hai cây súng này thì bắn cái độ chính xác của nó khá là cao. Goza thì bây giờ là một cây súng đã bị lãng quên luôn, phải nói là người chơi Free Fire lãng quên đi rất nhiều thứ, phải nói là từ những cái phiên bản trước là chơi những cây súng này cực kỳ là bá đạo luôn nha anh em ơi, cực kỳ là ngon lành luôn nha anh em ơi. Rồi nha, và khi mọi người chơi game trong chế độ đường đua tử thần này thì các bạn có thể thấy đó là đạn của anh em rất là nhiều luôn, đạn cực kỳ là nhiều luôn nha mọi người, thế này thì xài bao giờ mới hết, phải không nào anh em? Và vòng bao thì nó cũng thu nhanh hơn thường lệ, chỉ tầm khoảng là 10 phút trong một trận đấu thôi, mặc dù là bản đồ vẫn là bản đồ full nha anh em ơi. Nói thật sự với anh em luôn, đó là ngày xưa mà Kẹo chơi chế độ đường đua tử thần này là Kẹo chơi cực kỳ là bá đạo luôn anh em ơi, phải gọi là bực thầy luôn, đơn giản là mình chơi toàn auto top 1 chế độ này luôn.
chơi mãi mà mình kiểu như là top 1 nhiều quá chán và không muốn chơi nữa cơ. Đấy, anh em thấy siêu không nhở? Nhưng mà kẹo nó thật mà, cái này thì kẹo không hề nói phét nha mọi người ơi. Rồi ok, thế anh em thấy là đồ họa game lúc này thì kiểu như là nó chưa được hoàn thiện lắm. Trông nó kiểu như là màu sắc nó sao sao anh em ạ. Nhưng mà được cái là màu sắc tươi sáng hơn và nó đỡ nặng hơn bây giờ. Bây giờ thì game Free Fire đã tương đối là khá là nặng rồi anh em. Thì khi mà anh em bị giật đuổi thì các bạn cố gắng các bạn vừa chạy vừa bắn kẻ địch. Đấy, ta gọi là vừa di chuyển vừa phòng thủ. Thì anh em sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Chứ còn là anh em mà chơi trong chế độ đường đua tử thần này, anh em đứng một chỗ thì khả năng cao anh em sanh mộ. Một vài điểm đáng lưu ý nữa đó là anh em khi mà anh em thấy xe bốc khói thì các bạn hãy nhanh chóng sửa xe. Nếu như mà không sửa xe là xe nổ là toang luôn cả hai đứa nha anh em ơi. Cũng như là thêm một cái điều cực kỳ đơn giản thôi, anh em có thể là dùng xe của mình để húc vào xe của đối phương đấy. Thì cũng gây ra sát thương lên xe của đối phương nha anh em ơi. Nếu mà anh em muốn hạ gục địch nhanh trong chế độ đường đua tử thần này thì đơn giản thôi anh em ơi. Các bạn hạn chế bắn vào xe nhá, thay vào đó hãy bắn vào người kẻ địch đấy. Bởi vì là máu thì anh em không kịp hồi đâu, chứ còn là sửa xe thì vẫn sửa xe bình thường. Ui, đấy phải nói là chế độ này thì đuổi giết rất là ghê gớm luôn. Thật sự là trong một cái màn đấu như thế này thì anh em ơi, mình kiểu như là mình chơi game là toát hết cả mồ hôi tay luôn. Di chuyển vô cùng là linh hoạt và thao tác giữa hai người chơi với nhau. Các bạn luôn phiên đổ chỗ cho nhau cũng được, đổ chỗ cho nhau để trải nghiệm giữa vị trí lái và vị trí bắn súng nha anh em ơi. Vị trí lái thì nó sẽ không được cơ động cho lắm nhưng mà được quyền điều khiển xe. Còn vị trí bắn súng thì anh em có thể là xoay 360 độ vẫn cứ là ok luôn nha. Đấy là những cái điểm khác nhau giữa vị trí người lái với lại vị trí người ngồi sau bắn nha anh em ơi. Thì anh em có thể thấy rằng là trong cái đoạn video này thì hai người chơi của chúng ta là luôn phiên đổ chỗ cho nhau luôn. Và tất nhiên là hợp tác ăn ý giữa bạn và đồng đội đó chính là chìa khóa giúp cho anh em top 1 trong chế độ đường đua tử thần này. Đến bây giờ là thật sự là kẹo cũng không hiểu luôn, đó là một cái chế độ mà nó chơi game hay như thế này, tại sao mà game Free Fire lại loại bỏ nó đi. Hôm nọ thì đợt lâu lâu cách đây khoảng là nửa năm hay là một năm gì đấy là cũng có mới thêm lại chế độ đường đua tử thần này lại nha anh em ơi. Đấy, chỉ chơi trong những ngày sự kiện thôi. Thêm một cái điều nữa mà anh em có thể thấy là trong cái đoạn video này, đó là ngày xưa thì game Free Fire trong những cái phiên bản cũ này thì máu khi mà anh em bắn địch sẽ là máu màu đỏ nha anh em ơi, tạo ra hiệu ứng vô cùng chân thực luôn nha. Đấy, anh em lượm bùa đây hiện tại có những cái loại bùa như kiểu là bùa bảo hộ này, rồi là có thêm là bùa thêm đạn này, cũng như là anh em ơi bùa thêm máu này đấy, hoặc là bùa thêm giáp này, cũng như là bùa nâng cấp xe này anh em ơi. Đấy là những cái loại bùa mà anh em chơi trong chế độ đường đua tử thần luôn. Anh em có thể thấy được rằng là trong cái chế độ này thì bo thu lại rất là nhanh phải không mọi người ơi. Và càng vào những cái mo cuối thế này thì cuộc chiến của chúng ta sẽ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết luôn nha. Đơn giản là bo thu nhỏ lại rồi. Với cái việc anh em di chuyển bình thường thì nó cũng khá là dễ thôi. Nhưng mà cái việc mà anh em vừa kiểm soát xe chạy này thì xe trong chế độ đường đua tử thần này nó sẽ chạy với một tốc độ khá là nhanh luôn. Các bạn sẽ khó điều khiển đấy. Các bạn sẽ khó điều khiển để cứu địch luôn, để hạ gục địch luôn. Nên là mình thấy là với những mo cuối của chế độ đường đua tử thần là nó sẽ căng thẳng hơn bao giờ hết luôn, phải không anh em? Đây rồi, các bạn thấy không, có một kim trước mặt này thì chúng ta sẽ phải đuổi theo và bắn. Nếu như mà anh em bắn giỏi, anh em kéo vào đầu thì kẻ địch của chúng ta nó sẽ bị hạ gục một cách nhanh chóng thôi. Đơn giản là anh em hạ gục nhiều địch, anh em nhiều kill, và quan trọng là các bạn là team sống sót, tức là các bạn là cái đội sống sót cuối cùng thì anh em sẽ giành top 1 trong chế độ đường đua tử thần. Thêm một điểm lưu ý cho anh em nữa, đó là đợt trước thì mình hay chơi game trong cái chế độ này thì mình thấy rằng là anh em chạy xe cẩn thận nhá. Chạy xe mà hay bị mắc kẹt là anh em không lùi được, là địch nó bắn cho là chỉ có nước sấp mặt thôi nha anh em ơi. Đấy, và mọi người có thể thấy là hiện tại thì đang là cuộc chiến giữa hai người chơi của chúng ta và đội cuối cùng luôn này. Uầy, lao qua với một tốc độ rất là nhanh luôn. Và các bạn có thể để ý đó là khi mà xe bị kẻ địch hút thì nó sẽ mất đi một lượng giáp anh em ạ. Thì anh em có thể thấy được không ạ? Đây, và chúng ta sẽ phải liên tục di chuyển và bắn kẻ địch nha anh em ơi. Các bạn có thể là núp sau những cái vật cản để tránh kẻ địch bắn trúng vào người nha.